Chào mừng anh chị cô chú đến kênh Hoa Kiển Nguyễn Thông. Lời nói đầu tiên, dự Hoa Kiển Nguyễn Thông xin chúc anh chị cô chú có một ngày mới luôn an lành, vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Và hôm nay dự Hoa Kiển Nguyễn Thông tiếp tục giao lưu với anh chị cô chú là những cây phôi mai chú thủy nu hoạt công. Mà đặc biệt cây này là nu lá nhỏ nha anh chị cô chú. Mình đã hỏi kỹ chủ vườn rồi. Thì cái số lượng cây nhỏ thì ngày hôm qua trời mưa quá mình bứng không có kẹp anh chị cô chú. Bứng được có nói chung mười mấy 20 cây à. Thì không có đủ cổ xe nên mình chưa cho về. Bữa nay mình tiếp tục bứng ha. Rồi hôm nay mình giao lưu với anh chị cô chú là những cây phôi mai chú thủy có giá từ 280 cho đến 400. Hôm nay cây đẹp không anh chị cô chú? Giá trị A không? Bước vào mã số đầu tiên là mã số 41. Cây tai cành đầy đủ anh chị cô chú. Bộ đế, trải đều, lực. Nói chung mà mấy cây này giá trị A không ha. Đó, tai cành nuôi anh chị cô chú. Cành 1 có, cành phong có, cành 3 có, 4, 5 lên luôn anh chị cô chú. Rồi mã số 41 có vành là 26, chiều cao là 26. Giá cây này giao lưu anh chị cô chú là 300k. Tiếp theo là mã số 42. Đó, anh chị cô chú thấy không? Ở cái đế trải lực giá trị A ha. Cây rất là già, bộ đế thì đều. Nói chung là cây này là cái anh chủ vườn lúc trước cũng đã xử lý qua rồi, thành ra anh chị cô chú yên tâm. Tai cành cũng rất là nhiều, nu già đó chị cô chú, nu kéo nè. Cây này to cao. Còn có ở đây có một cây tử ha, về anh chị cô chú để xài thì để, còn không anh chị cô chú cắt ha. Thì mình đo cái vành mình lấy đây anh chị cô chú. Cái vành là 34, vành to luôn. Mình lấy đây ha, chứ không có đồ qua cây nhỏ. Chiều cao là 42. Dạ, cái này giao lưu anh chị cô chú là 350k. Tiếp theo là mã số 43. 43 tay cành ra đầy đủ anh chị cô chú. Giá trị A luôn ha. Bộ đế thì tương đối đều. Nói chung là chỗ nào cũng có rễ anh chị cô chú. Mã số 43 có vành là 28, chiều cao là 35. Dạ, cây này giao lưu anh chị cô chú là 300k. Cái giá này mình đưa ra là bao ship anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 44. Mã số 44 giá trị A anh chị cô chú. Đỏ luôn ha. Bộ đế đều. Dách rất là lực anh chị cô chú, dốt ngọn lên, tay cành ra đầy đủ. Mã số 44 có vành là 29, vành là mình kéo ở đây anh chị cô chú, kéo nguyên cái bệ ở đây ha. Chiều cao là 33, dạ cái này giao lưu anh chị cô chú là 300k. Tiếp theo là mã số 45. Mã số 45 bộ đế cũng đều anh chị cô chú. Rồi tay cành đầy đủ luôn. Mã số 45 có vành là 30, chiều cao là 28. Giá cây này giao lưu anh chị cô chú là 300k. Tiếp theo là mã số 46. 46 cây rất là to chị cô chú. Họ lên cái dáng lắc lượng ha. Nu cục cục luôn. Nu chùm đẹp anh chị cô chú. Rồi bộ đế đều luôn. Bộ đế là không sắc mà nó đều luôn anh chị cô chú. Mã số 46 có vành là 32, chiều cao là 33. Dạ cây này giao lưu anh chị cô chú là 350k. Tiếp theo là mã số 47. 47 giá trị A anh chị cô chú. Bộ đế đều. Đây cũng có cộng rễ anh chị cô chú. Mã số 47 có vành là 28, vành mình đo vòng vòng đây 28 chị cô chú. Chiều cao là 30. Dạ cây này giao lưu anh chị cô chú là
280k. Tay cành thì ra đầy đủ anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 48. 48 cây rất là to, bộ đế trải đều. Rồi có những cây tử xung quanh anh chị cô chú. Mình thấy hay hay có duyên mình chừa lại ha. Rồi tay cành, tay cành đầy đủ luôn. Về anh chị cô chú cắt giật lại bớt và chừa những cái cành cần thiết, còn không những cành nào không cần thiết anh chị cô chú cắt bỏ ha. Nói chung mình cũng tranh thủ mình cắt để lên clip cho anh chị cô chú xem. Mã số 48 có vành là 32, chiều cao là 29. Dạ cây này giao lưu anh chị cô chú là 400k. Tiếp theo là mã số 49. Mã số 49 cây đẹp anh chị cô chú. Rồi tay cành ra đầy đủ luôn, lên ở trên lên anh chị cô chú. Cành 1, cành phong, cành 3, cành 4, cành 5, cành 6, cành 7, 8 lên có đầy đủ anh chị cô chú. Vót nhọn ha, dắt chia, bộ đế đều lực. Mã số 49 có vành là 26, chiều cao là 33. Và cây này giao lưu anh chị cô chú là 330k. Tiếp theo là mã số 50. Mã số 50 dáng lắc động xe anh chị cô chú. Rồi tay cành đầy đủ ha, bộ đế thì đều. Mã số 50 có vành là 29, vành to anh chị cô chú, chiều cao là 25. Dạ cây này giao luôn chị cô chú là 300k. Tiếp theo là mã số 51. 51 bộ đế đều đó anh chị cô chú. Dốt nhọn lên luôn ha, dắt chị A luôn. Để quá đều. Tay cành ra đầy đủ anh chị cô chú. Mã số 51 có vành là 28, chiều cao là 26. Và cây này giao lưu anh chị cô chú là 300k. Tiếp theo là mã số 52. 52 cây to anh chị cô chú, đế đều. Tay cành đầy đủ anh chị cô chú. Mã số 52 có vành là 35, vành to, chiều cao là 32. Giá cây này giao lưu anh chị cô chú là 380k. Đế lực anh chị cô chú. Rồi mã số 52 là mã số cuối clip hôm nay. Dựa qua kiểu Nguyễn Thông giao lưu với anh chị cô chú. Anh chị cô chú ưng ý mã cây số nào hãy gọi điện vào số 0328671656, cũng là số giao lưu Nguyễn Thông. Thì đặc biệt anh chị cô chú lấy 2 cây mình sẽ giảm mức lọc cho anh chị cô chú là 50k. Rồi cuối clip Nguyễn Thông cũng xin chúc anh chị cô chú có ngày mới luôn an lành, vui khỏe và thành công trong mọi công việc.